tác phẩm Một mùa hoa lộc, tác giả nhà báo Tuấn Ngọc, giọng đọc Sơn Tùng. Gần Tết, tôi đọc trên mạng người ta ca than rằng Tết đang làm khổ họ. Họ bị tắc đường, đi qua lại quá nhiều, đi biếu quà, đi ăn nhậu, đi rửa bát, rồi Tết gây ra nhiều tệ nạn bia rượu, tai nạn giao thông, cờ bạc, công việc bị ngưng trệ do nghỉ quá dài gây lãng phí. Tết trong nhiều người bây giờ không có cảm giác tươi vui mà là sự mỏi mệt ngán ngẩm. Đọc những suy nghĩ đó, tôi nghĩ những con người đó quá cô độc, hay họ thiếu một chất xúc tác để có được dư vị Tết, hay họ sống quá thực dụng trong đời sống hôm nay, hay có điều gì đó họ quá bàng quan với những ngày trọng đại của một năm. Thực ra thì ngày Tết hoàn toàn xa lạ với những suy nghĩ như vậy, và trong tinh thần ngày Tết không có suy nghĩ thực tế đó. Do không ít người Việt bây giờ coi ngày Tết là ngày cơ hội để xu nịnh lẫn nhau, người ta chúc Tết không bằng tinh thần mà bằng phong bì, sản vật lạ. Trò chơi thực dụng đó, nó đâu phải là tinh thần của Tết, tinh thần của sự đoàn viên, của sum vầy. Ngày Tết thực sự là ngày trở về. Do cái nghèo, đâu đó ở các vùng quê họ đi thật xa, trốn sự nghèo khó, mong cuộc sống đổi mới, và bước chân của họ ít khi dừng lại nếu cuộc đời chưa ấm no. Mỗi lần tôi về làng, lại thấy làng quê bây giờ ít trẻ con, ít thanh niên, mà toàn người già. Hai ông bà già sống với nhau trong ngôi nhà khang trang do con mới xây cho, nhưng thật đơn độc buồn tuổi. Họ chấp nhận sự thiệt thòi đó để cho đàn con tung cánh tìm sự ấm no. Sự đơn độc của người già ở làng như giữ lại linh hồn cho con cháu mình, như điểm tựa tinh thần để đón những đứa con trở về sau những ngày gian lao. Và đó chính là ngày Tết. Chúng ta đang đánh đồng rằng ngày Tết là tội lỗi, là lãng phí, là mệt mỏi. Tôi nghĩ đó chính là tội lỗi do chính chúng ta gây ra. Chúng ta ham muốn công danh nên phải đút lót. Chúng ta thích tổ chức tiệc tùng hoành tráng để chứng tỏ mình thì chúng ta phải say sưa, rồi đến nhà sếp mừng tuổi con sếp tới 500.000 và hơn thế nữa. Sao chúng ta không mừng con trẻ 5-10.000? Tinh thần của chúng ta đã mất từ ý nghĩ đó. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều, việc chúc Tết này nọ mà không nghĩ rằng ngày Tết là không gian của tâm linh, của sự tĩnh lặng để nhớ về tổ tiên. Ngày Tết, những người lính biên cương được nghỉ phép, sum vầy vợ con, người công nhân về thăm nhà, người nông phu được nghỉ ngơi sau một mùa lao động. Những đứa con lại được ngồi cạnh cha mẹ, anh chị, kể với nhau những câu chuyện thì thầm, rồi cùng nhau lau dọn bàn thờ, sửa sang lại phần mộ của tổ tiên. Rồi chúng ta, những người anh em phiêu bạt ngồi cạnh nhau bên ấm trà ngon, ly rượu mừng, nhìn lũ trẻ xôn xao ngoài sân, người đi chợ Tết chào hỏi nhau, tất cả đều rạng rỡ cho dù cuộc sống vẫn còn gian lao. Năm mới đừng ca thán mà chúng ta thấy được tinh thần của mình được bồi đắp, con cháu hiểu thêm về tổ tiên. Ai đó mất đi cha mẹ, khi ngồi trước ban thờ lại thấy bóng dáng họ trở về, tươi cười như che chở cho chúng ta trên đường dài vạn dặm. Tôi vẫn thích ngày Tết, ngày tôi được sống chậm lại, nhìn lại một năm đi qua với mình, thành công cũng như khổ đau. Tôi lại đưa con tôi về thăm ông bà, chào hỏi những người thân quen, hàng xóm và chúc cho một mùa hoa lộc bội thu.